Hùng và Mai đã kết hôn được 7 năm. Họ là một cặp vợ chồng được ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài hạnh phúc, nhưng bên trong, Hùng ngày càng cảm thấy chán nản với cuộc sống gia đình. Trong lòng Hùng bắt đầu nảy sinh những ý định đen tối, anh ta quyết định lập âm mưu để hại Mai, lấy hết tài sản rồi rời bỏ cô. Một tối, khi cả hai đang ngồi bên bàn ăn tối, Hùng mở lời nhẹ nhàng, "Em à, gần đây anh có đầu tư vào một dự án lớn. Anh nghĩ chúng ta nên chuyển hết tài sản vào tài khoản chung để dễ quản lý hơn." Mai có chút bất ngờ, nhưng vẫn đáp, "Anh muốn đầu tư sao? Nhưng chúng ta cần bàn thêm về chuyện này." Hùng khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy toan tính, "Chỉ là để bảo đảm tương lai của chúng ta thôi mà. Anh sẽ lo hết, em chỉ cần tin tưởng anh." Mai gật đầu, không hề hay biết rằng, từ khoảnh khắc đó, âm mưu của Hùng đã bắt đầu được thực hiện. Hùng và Mai đã kết hôn được 7 năm, một quãng thời gian đủ dài để tình cảm dần trở nên nhạt nhòa. Mọi thứ trong cuộc sống của họ dường như vẫn ổn định, nhưng trong lòng Hùng, anh đã chán nản với cuộc sống gia đình. Anh không còn tìm thấy sự hứng thú nơi Mai nữa và bắt đầu nghĩ đến việc thoát khỏi cuộc hôn nhân này để sống cuộc đời tự do cùng với Lan, một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp mà anh đã quen biết từ trước. Một tối, khi cả hai đang ngồi bên bàn ăn, Mai vui vẻ hỏi Hùng, "Anh dạo này có vẻ bận rộn quá, công việc ổn không anh?" Hùng ngước lên nhìn Mai, nở nụ cười gượng gạo, "Ừ, công việc nhiều nên anh phải cố gắng thôi. À, anh đang nghĩ đến chuyện đầu tư vào một dự án lớn. Em thấy sao nếu chúng ta chuyển một phần tài sản chung vào đầu tư?" Mai nhíu mày, "Tài sản chung? Anh định chuyển hết vào đó à? Anh có chắc là nó an toàn không?" Hùng nhanh chóng trấn an cô, "Em yên tâm đi, dự án này chắc chắn sẽ sinh lời. Hơn nữa, chúng ta có tài khoản chung mà, không có vấn đề gì đâu. Đây là cơ hội để tăng số tiền tiết kiệm của chúng ta." Mai vẫn còn do dự, nhưng cô không muốn làm khó Hùng, người luôn là trụ cột tài chính của gia đình. "Nếu anh nghĩ vậy thì em đồng ý, nhưng anh phải chắc chắn mọi thứ an toàn nhé. Em không muốn mất đi những gì chúng ta đã gây dựng." Hùng gật đầu, nhưng trong thâm tâm, anh mừng rỡ vì Mai đã đồng ý một cách dễ dàng. Anh biết Mai tin tưởng anh tuyệt đối và sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì. Hùng cầm tay Mai, nở nụ cười giả tạo, "Anh cảm ơn em. Anh sẽ không làm gì tổn hại đến gia đình mình đâu." Tuy nhiên, trong đầu Hùng, anh đã sắp xếp một kế hoạch tỉ mỉ. Sau khi chuyển toàn bộ tài sản vào tài khoản chung, Hùng dự định sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền này, ly hôn Mai và rời bỏ cô mà không để lại gì. Vài ngày sau, Hùng gặp Lan tại một quán cà phê nhỏ nơi cả hai thường xuyên hẹn hò bí mật. Lan là người phụ nữ đầy tham vọng và cô đã sẵn sàng cùng Hùng thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Mai. "Anh đã thuyết phục được cô ta chưa?" Lan hỏi, ánh mắt sắc sảo. Hùng mỉm cười tự tin, "Cô ấy đã đồng ý rồi. Chỉ cần thêm vài thủ tục pháp lý nữa là mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta." Lan dựa vào ghế, ánh mắt toan tính, "Tốt, anh đừng quên, em không muốn đợi lâu đâu." Hùng nắm chặt tay Lan, trấn an, "Em yên tâm, kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Chỉ vài tuần nữa thôi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy." Lan mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngại. Cô không biết liệu Hùng có thật sự đáng tin hay không, nhưng vì mục tiêu lớn hơn, cô chấp nhận đặt cược vào mối quan hệ này. Trong khi đó, Mai vẫn không hề hay biết về những âm mưu đen tối của Hùng. Cô vẫn sống cuộc sống bình thường, chăm sóc gia đình và tin tưởng chồng. Tuy nhiên, có những dấu hiệu nhỏ bắt đầu xuất hiện khiến Mai cảm thấy bất an. Những đêm Hùng về muộn, những cuộc điện thoại bí ẩn và cả ánh mắt của anh khi nhìn cô, tất cả đều khiến cô bắt đầu nghi ngờ. Một buổi tối, Mai vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hùng khi anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Giọng anh thấp xuống, đầy bí ẩn, "Yên tâm đi, mọi thứ đang tiến triển tốt." Cô ấy không hề nghi ngờ gì cả. Trái tim Mai thắt lại. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết rằng có điều gì đó rất sai trái. Mai quyết định sẽ phải làm rõ mọi chuyện, nhưng cô cần thời gian và kế hoạch thật khéo léo để không bị lộ. Sau khi thuyết phục Mai chuyển tài sản vào tài khoản chung, Hùng bắt đầu bí mật gặp gỡ Lan, một người phụ nữ anh ta đã quen trước đó. Lan là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh nhưng đầy tham vọng. Cả hai đã lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản của Mai và bỏ trốn cùng nhau. Một ngày nọ, Hùng hẹn Lan tại một quán cà phê vắng. Họ ngồi bàn bạc về kế hoạch một cách kỹ lưỡng. Anh đã nói chuyện với luật sư rồi, chỉ cần Mai ký vào những giấy tờ này, tất cả tài sản sẽ thuộc về anh, Hùng thì thầm với Lan. Lan mỉm cười đầy mưu mô, "Chỉ cần làm nhanh gọn, em sẽ cùng anh sống cuộc đời mới." Tuy nhiên, Lan bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng về lòng trung thành của Hùng. Cô ta không biết liệu Hùng có thật sự bỏ vợ để đến với cô hay không. "Anh chắc chắn sẽ chọn em chứ, không phải vẫn yêu cô ta đấy chứ?" Lan hỏi đầy nghi ngờ. Hùng nắm lấy tay Lan, ánh mắt chắc chắn, "Yên tâm, Mai chỉ là bước đệm cho chúng ta."
anh không còn tình cảm với cô ấy nữa. Sau khi thuyết phục Mai chuyển tài sản vào tài khoản chung, Hùng bắt đầu thực hiện từng bước của kế hoạch mà anh đã vạch ra. Mỗi ngày, anh dành nhiều thời gian hơn với Lan, người tình bí mật của anh. Hai người thường hẹn gặp ở những nơi xa xôi, kín đáo để bàn bạc về kế hoạch. Lan là một phụ nữ trẻ trung và đầy tham vọng. Cô biết rằng nếu âm mưu này thành công, cô sẽ có được cả Hùng lẫn số tiền lớn mà anh chiếm đoạt từ Mai. Một chiều, trong một quán cà phê nhỏ và vắng, Lan nhìn Hùng với ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh chắc chắn với em chưa? Em không muốn mọi chuyện nửa chừng rồi đổ vỡ đâu. Hùng cười nhẹ, nắm lấy tay Lan. Ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm, yên tâm, tất cả đều trong tầm kiểm soát của anh. Mai tin anh tuyệt đối, cô ấy sẽ không nghi ngờ gì. Chỉ vài ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Lan nhìn sâu vào mắt Hùng, nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu cô ta phát hiện thì sao? Em không muốn phải đối mặt với những hậu quả bất ngờ đâu. Anh hiểu không? Hùng cười tự tin, em đừng lo. Kế hoạch của chúng ta đã quá hoàn hảo. Mai chẳng bao giờ dám nghĩ rằng người chồng mà cô ấy tin tưởng lại có thể phản bội. Khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ cao chạy xa bay. Lan khẽ nhếch môi, đôi mắt đầy toan tính. Cô biết rằng Hùng không phải kẻ dễ đoán, nhưng tham vọng của cô quá lớn để quay đầu lại. Trong khi đó, Mai bắt đầu cảm thấy những thay đổi trong thái độ của Hùng. Mặc dù anh tỏ ra quan tâm và yêu thương như trước, nhưng có những khoảng khắc lạ lùng, ánh mắt anh dường như trống rỗng, lạnh lẽo. Cô không biết mình nên nghĩ gì, nhưng trái tim người phụ nữ của cô mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Một buổi tối, khi Hùng đang tắm, điện thoại của anh vang lên tin nhắn. Mai vô tình nhìn thấy tên Lan hiện lên màn hình. Cô biết Lan là bạn làm ăn của Hùng, nhưng không hiểu sao cảm giác nghi ngờ cứ len lỏi trong lòng. Cô cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực và tự nhủ rằng mình không nên nghi ngờ chồng. Nhưng cảm giác lo lắng không rời khỏi Mai. Cô quyết định sẽ lặng lẽ điều tra. Mai nhớ lại những lần Hùng về muộn, những cuộc điện thoại mà anh luôn nói nhỏ hoặc bước ra khỏi phòng để trả lời. Mọi thứ bắt đầu chắp nối lại với nhau trong đầu cô, tạo nên một bức tranh mờ mịt nhưng đầy hiểm họa. Một ngày nọ, Mai quyết định theo dõi Hùng. Cô giả vờ đi mua sắm, rồi lặng lẽ bám theo chồng. Hùng không hề biết rằng Mai đang theo dõi mình, anh tự tin đi gặp Lan tại quán cà phê quen thuộc. Mai đứng từ xa, trái tim cô thắt lại khi nhìn thấy Hùng và Lan ngồi cạnh nhau, trò chuyện thân mật. Cô thấy họ cười đùa, ánh mắt đầy tình cảm. Dường như mọi thứ vỡ òa trong khoảnh khắc đó. Mai đứng chết lặng, cố gắng không bật khóc. Lan tựa vào Hùng, nói nhỏ nhưng đầy chắc chắn, em không muốn đợi thêm nữa, anh phải giải quyết sớm thôi. Chúng ta không thể cứ lén lút mãi thế này. Hùng gật đầu, giọng nói khẽ nhưng đầy toan tính, anh biết rồi. Cứ yên tâm, chỉ cần cô ấy ký xong tất cả giấy tờ chuyển nhượng tài sản, chúng ta sẽ không còn gì vướng bận nữa. Mai nghe thấy từng lời từng chữ, và bỗng nhiên tất cả sự thật phơi bày trước mắt cô. Hóa ra, tất cả sự quan tâm, yêu thương gần đây của Hùng chỉ là một vở kịch để thực hiện âm mưu của anh ta. Tối hôm đó, Mai trở về nhà với cảm giác đau đớn tột cùng. Cô biết rằng mình phải làm gì đó trước khi mọi chuyện đi quá xa. Trái tim cô như tan vỡ, nhưng lý trí lại bảo rằng cô không thể để bản thân bị hủy hoại bởi người đàn ông mà mình từng tin tưởng. Mai quyết định sẽ không đối đầu trực tiếp với Hùng ngay lúc này. Cô cần thời gian để chuẩn bị cho một kế hoạch trả đũa hoàn hảo. Mai thở dài, mắt nhìn ra khung cửa sổ, tại sao lại là mình? Tại sao anh ấy lại phản bội mình như vậy? Trong đầu cô, một kế hoạch âm thầm nảy sinh. Nếu Hùng đã sẵn sàng phản bội cô, thì cô cũng sẽ không để anh dễ dàng đạt được mục đích của mình. Mai quyết định sẽ tìm đến luật sư và tìm cách bảo vệ tài sản của mình trước khi Hùng kịp thực hiện âm mưu đen tối. Mọi việc diễn ra theo kế hoạch của Hùng. Anh ta bắt đầu tỏ ra quan tâm hơn đến Mai, thuyết phục cô ký vào các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản. Tuy nhiên, Mai vốn là người tinh ý. Cô nhận ra rằng gần đây Hùng có những thay đổi kỳ lạ. Một buổi tối, Mai vô tình nghe được cuộc trò chuyện điện thoại giữa Hùng và Lan. Cô đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của Hùng, cảm nhận trái tim mình vỡ vụn khi nghe Hùng thì thầm với Lan, chỉ vài ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta. Mai nín thở, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hiểu rằng nếu để lộ sự nghi ngờ lúc này, mọi chuyện có thể tồi tệ hơn. Từ đó, Mai quyết định theo dõi từng bước đi của Hùng, âm thầm tìm cách đối phó. Cô tìm đến một luật sư tin cậy, trình bày toàn bộ sự việc tôi cần biết làm sao để bảo vệ tài sản và quyền lợi của mình mà không để chồng phát hiện. Luật sư khuyên Mai giữ bình tĩnh và chuẩn bị mọi giấy tờ pháp lý cần thiết. Mai biết rằng thời gian không còn nhiều và cô phải hành động trước khi Hùng thực hiện âm mưu cuối cùng. Sau khi phát hiện ra âm mưu của Hùng và Lan, Mai không thể ngủ được. Những lời nói,
Những cử chỉ của Hùng trong suốt thời gian qua cứ vang vọng trong tâm trí cô. Cô không thể tin được rằng người chồng mà mình từng yêu thương hết mực lại có thể phản bội mình, không chỉ tình cảm mà còn cả lòng tin, tài sản mà hai người đã cùng gây dựng. Trong vài ngày tiếp theo, Mai cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục diễn vai người vợ không biết gì. Mỗi lần đối diện với Hùng, cô cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Nhưng Mai biết rằng nếu muốn lật đổ âm mưu của anh, cô phải thật cẩn thận, tránh để lộ bất cứ nghi ngờ nào. Một buổi tối, sau khi Hùng đi làm về, Mai ngồi chờ anh ở bàn ăn như mọi khi. Nhưng lần này, cô cố ý nhắc lại chuyện đầu tư tài sản, anh à, dự án đầu tư mà anh nói trước đây. Em đang nghĩ lại, liệu chúng ta có nên cẩn trọng hơn không? Gần đây, em thấy nhiều vụ lừa đảo tài chính trên tin tức. Hùng nghe thấy vậy, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng anh có chút lo lắng. Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Mai, em yên tâm đi, mọi thứ đều được anh kiểm soát rất kỹ. Chỉ là thời gian này hơi căng thẳng chút thôi, anh sẽ lo mọi việc ổn thỏa. Mai gật đầu, cố gắng giữ nụ cười nhẹ trên môi. Cô biết rằng Hùng đang cố gắng trấn an cô, nhưng trái tim cô lại cảm nhận rõ sự gian dối trong từng lời nói của anh. Ngày hôm sau, Mai đến gặp luật sư riêng của mình, người mà cô đã âm thầm liên lạc từ trước. Khi ngồi trong văn phòng, Mai tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô đầy quyết tâm. Cô bắt đầu trình bày tình hình với luật sư, chồng tôi đang có ý định chiếm đoạt toàn bộ tài sản chung. Tôi cần phải bảo vệ những gì thuộc về mình trước khi mọi thứ quá muộn. Luật sư nhìn Mai với vẻ thông cảm, ông mở lời, chúng ta có thể lập tức đóng băng tài khoản chung, ngăn không cho anh ta chuyển tiền. Ngoài ra, tôi sẽ giúp cô chuẩn bị giấy tờ để đảm bảo rằng mọi tài sản đứng tên chung sẽ được chia lại công bằng. Mai gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi biết rằng cô đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng mọi thứ chưa kết thúc ở đây. Hùng là người đầy mưu mô và anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Vài ngày sau, Hùng bắt đầu trở nên nôn nóng. Kế hoạch của anh và Lan đã đến giai đoạn cuối cùng, nhưng Mai vẫn chưa ký vào các giấy tờ chuyển nhượng tài sản mà anh đã chuẩn bị. Trong một buổi tối, khi cả hai đang ngồi cùng nhau, Hùng chủ động đề cập đến chuyện này. Em à, anh đã chuẩn bị xong các giấy tờ đầu tư. Chỉ cần em ký nữa là mọi chuyện sẽ hoàn tất. Em có thể xem lại và ký ngay bây giờ không? Mai nhìn tập giấy tờ trên tay Hùng, lòng cô dậy lên nỗi căm giận, nhưng cô phải cố gắng kìm nén. Cô mỉm cười dịu dàng, anh cứ để đó, em sẽ xem kỹ lại. Chuyện lớn thế này không thể vội vàng được. Hùng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. Anh biết rằng chỉ cần Mai ký vào những giấy tờ này, mọi thứ sẽ thuộc về anh. Tối hôm đó, Hùng nhắn tin cho Lan, cập nhật tình hình, cô ta vẫn chưa ký. Nhưng anh sẽ khiến cô ta làm điều đó sớm thôi, chỉ cần thêm chút thời gian. Lan, từ phía bên kia, không giấu được sự sốt ruột, anh phải nhanh lên. Em không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Nếu cô ta phát hiện, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Hùng thở dài, biết rằng Lan đang mất kiên nhẫn. Anh trấn an, đừng lo, mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Chỉ vài ngày nữa thôi. Một đêm sau khi Hùng đã ngủ say, Mai lén lút lấy điện thoại của anh và lục lọi các tin nhắn. Cô không thể tin nổi khi đọc được toàn bộ cuộc trò chuyện của Hùng và Lan. Cả hai đã lên kế hoạch từ rất lâu và mục tiêu cuối cùng là chiếm đoạt toàn bộ tài sản của cô. Trái tim Mai như bị ai đó đâm mạnh, nỗi đau xen lẫn sự phẫn nộ bùng lên trong lòng. Cô biết rằng mình không thể im lặng thêm nữa. Mai quyết định sẽ lật tẩy toàn bộ sự thật trước khi Hùng kịp thực hiện bước cuối cùng của âm mưu. Nhưng cô cần một kế hoạch hoàn hảo để không chỉ bảo vệ mình mà còn khiến Hùng phải trả giá. Ngày hôm sau, Mai gặp lại luật sư và bàn bạc kế hoạch phản đòn. Họ quyết định sẽ dàn dựng một cuộc gặp gỡ với Hùng, giả vờ rằng Mai đã đồng ý ký các giấy tờ. Nhưng thực tế, trong cuộc gặp này, tất cả sẽ được ghi lại và công bố để Hùng không thể phủ nhận hành vi của mình. Mai quay trở về nhà, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng với người chồng mà cô từng tin tưởng. Trong lòng cô giờ đây chỉ còn lại nỗi căm hận và quyết tâm đòi lại công bằng. Ngày Hùng định đưa Mai ký vào giấy tờ cuối cùng đã đến. Anh ta mời Mai đến một nhà hàng sang trọng, tỏ ra hết sức ngọt ngào và quan tâm. Khi cả hai ngồi xuống, Hùng đưa cho Mai một tập giấy và nhẹ nhàng nói, em chỉ cần ký ở đây, tất cả sẽ ổn thôi. Mai mỉm cười, nhưng trong lòng cô đã quyết định điều gì đó. Cô nhìn Hùng, ánh mắt sâu thẳm, anh có chắc rằng đây là điều tốt nhất cho chúng ta không? Hùng gật đầu, cố giấu sự hồi hộp, tất nhiên rồi, em hãy tin anh. Mai cầm bút lên, nhưng trước khi ký, cô nói, anh Hùng, anh có nghĩ rằng mọi chuyện không thể giấu mãi không? Hùng ngỡ ngàng, không hiểu ý Mai. Cô đặt bút xuống, kéo từ trong túi ra một tập hồ sơ khác. Tôi đã biết tất cả. Đây là đơn ly hôn và luật sư của tôi đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng về việc anh và cô Lan. Anh muốn tài sản,
tất cả đã được chuyển sang tên tôi từ lâu rồi. Hùng chết lặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và anh không thể ngờ rằng Mai đã biết toàn bộ âm mưu của mình. Trước khi Hùng kịp phản ứng, Mai đứng dậy, giọng nói lạnh lùng, anh nghĩ rằng có thể lừa tôi. Tôi đã tin anh suốt 7 năm, nhưng từ giờ, mọi thứ kết thúc. Sau khi chuẩn bị kỹ càng với luật sư, Mai quyết định tổ chức một buổi gặp riêng với Hùng. Cô biết đây là cơ hội duy nhất để lật tẩy toàn bộ âm mưu của chồng mình trước khi anh kịp thực hiện bước cuối cùng. Dù lòng nặng trĩu, nhưng Mai đã sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng này. Chiều hôm đó, Hùng nhận được cuộc gọi từ Mai. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó khác lạ. Anh à, em đã suy nghĩ kỹ. Em đồng ý ký vào các giấy tờ đầu tư mà anh đã đưa. Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc nhé. Hùng không giấu được niềm vui. Anh nghĩ rằng kế hoạch của mình sắp thành công và mọi thứ sẽ nằm trong tay anh. Không chút nghi ngờ, Hùng đồng ý, anh biết là em sẽ hiểu mà. Anh đến ngay đây. Khi Hùng đến quán cà phê, Mai đã ngồi sẵn ở đó. Cô bình tĩnh và có vẻ thoải mái hơn những ngày trước. Hùng mỉm cười, ngồi xuống đối diện và đưa tập giấy tờ ra. Chỉ cần em ký vào đây, mọi chuyện sẽ xong xuôi. Tài sản chung của chúng ta sẽ được đầu tư và tương lai của chúng ta sẽ sáng lạn. Mai nhìn tờ giấy trước mặt, cảm giác trái tim mình như bị thắt lại. Nhưng cô biết mình không thể lùi bước. Cô cầm lấy bút, nhưng trước khi ký, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hùng. Anh có chắc đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta không? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Hùng gật đầu, giọng nói vẫn trầm ấm và đầy tự tin. Đương nhiên rồi, tất cả đều vì tương lai của chúng ta. Mai khẽ cười, nụ cười đầy uẩn khúc. Cô đặt bút xuống và đẩy tập giấy lại cho Hùng. Em xin lỗi, Hùng. Nhưng có lẽ anh đã không thành thật với em như em đã nghĩ. Hùng sững sờ, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, từ phía sau, luật sư của Mai và hai người cảnh sát bước vào. Họ ngồi xuống bàn, đặt trước mặt Hùng một tập hồ sơ dày cộm. Cảnh sát nói, anh Hùng, chúng tôi đã có đủ bằng chứng về âm mưu chiếm đoạt tài sản và lừa đảo của anh. Mọi cuộc trò chuyện của anh và Lan đã được ghi lại. Hùng kinh hoàng, gương mặt tái mét. Anh nhìn Mai, rồi nhìn cảnh sát, không tin nổi điều đang diễn ra. Anh lắp bắp, không, không thể nào. Em đã theo dõi anh. Mai đứng dậy, ánh mắt cô giờ đây không còn dịu dàng nữa, mà đầy sự kiên quyết, phải. Anh đã phản bội tình yêu và lòng tin của em, Hùng. Em đã biết mọi thứ về anh và Lan. Đừng cố chối cãi nữa. Hùng bị dẫn đi trong sự thất bại và hoảng loạn. Anh không ngờ rằng Mai lại có thể lật ngược tình thế một cách nhanh chóng như vậy. Trong lòng anh tràn ngập sự tức giận và tiếc nuối, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Về phần Mai, sau khi mọi chuyện kết thúc, cô không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa. Dù trái tim cô vẫn còn nhiều vết thương, nhưng cô biết mình đã làm đúng. Cô không thể để bản thân bị hủy hoại bởi những âm mưu đen tối của Hùng và Lan. Mai quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không còn bị ràng buộc bởi những ký ức buồn đau. Vài tháng sau, Mai đứng nhìn ra cửa sổ căn hộ của mình, hít thở bầu không khí trong lành. Cô biết rằng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng ít nhất cô đã lấy lại được tự do và lòng kiêu hãnh của mình. Người luật sư từng giúp đỡ Mai đến gặp cô một lần nữa. Ông mỉm cười, chị đã làm rất tốt. Tôi tin rằng chị sẽ vượt qua mọi thứ. Mai cười nhẹ, cảm ơn ông. Nhờ có ông, tôi mới đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả. Ông luật sư gật đầu, rồi ra về, để lại Mai với những suy nghĩ của mình. Mai nhìn về tương lai, giờ đây cô hiểu rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ những người ta yêu thương, mà có khi đến từ chính sự quyết đoán và lòng tự trọng của bản thân. Lan, sau khi biết Hùng bị bắt, cũng hoảng loạn và biến mất khỏi thành phố. Cô không còn cách nào khác ngoài việc lẩn tránh và sống trong lo sợ. Sự tham vọng và mưu mô của cô đã dẫn đến sự sụp đổ không chỉ của Hùng mà còn của chính cô. Cuối cùng, Mai đứng giữa thành phố đông đúc, nhưng lòng cô không còn cảm thấy cô độc nữa. Cô đã học được cách yêu thương bản thân mình và không cho phép bất kỳ ai khác phá hoại điều đó. Với cô, đó mới là chiến thắng thật sự.